Xin chào mọi người, mình là Thảo. Hôm nay mình mời mọi người cùng tham quan cái căn nhà di động thứ hai của vợ chồng mình. Thì mình đang bước lên cái bậc thềm để đi vào căn nhà di động. Đây là cái mái hiên mà chồng mình tự sơn sửa lại ha. Rồi đây là cửa chính bước vào của căn nhà di động nha. Thì khi mà mở cửa ra thì nhìn thẳng tới đó là cái khu vực bếp thì cái khu vực bếp này sau khi mình sơn lại là màu trắng nhìn cũng được ha mọi người ha à, mình có thay lại cái thềm mới luôn thềm này á, là là bằng nhựa nhưng mà ở trên nó thì giả gỗ nha mọi người chứ không phải là gỗ thiệt đâu còn đây là khu vực để cất giữ thực phẩm à, cái khúc này á là để cái tủ lạnh nhưng mà cái tủ lạnh bự quá nên vợ chồng mình để kế bên chứ không thì cái tủ lạnh để vào cái hộc đó nó không có vừa đối với căn nhà di động thứ hai này thì vợ chồng mình chỉ sơn lại là chủ yếu và thay lại một số chỗ của cái thềm thôi chứ không có thay lại hoàn toàn mới ha như cái đèn này nè là mình thay mới nè nhưng mà cái lò mà để nấu ăn á là vẫn là đồ cũ ha. Rồi có thay lại những cái chỗ cầm của cái 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 tủ á để mở ra. đèn cũng là thay mới luôn nha. Ngoài ra là chỉ sơn thôi. Ở cái khu vực à, phòng khách á thì đèn trần á thì là thay mới nè, nhưng mà cái thềm á là vẫn là thềm cũ ha. Mình không có thay mới cái phần thềm, nhưng mà cái phần thềm của cái khu vực mà để để đi tới cái phòng ngủ á thì chồng mình có lót mới. Đây là căn phòng ngủ thứ nhất nè. Mình đang đi vào căn phòng ngủ thứ nhất thì căn phòng ngủ thứ nhất này rất là nhỏ. Và cái thềm mình không có thay mới, mình chỉ sơn lại thôi. Rồi thay cái đèn mới rồi sơn lại cái tủ âm tường nhìn cho nó mới thì cái phòng ngủ này á, nó rất là nhỏ nên là thường á, một gia đình mà thuê cái cái căn nhà di động này mà có một đến hai đứa trẻ thì thường là những đứa trẻ sẽ ngủ ở cái phòng nhỏ này đó rồi mình đang đi ra cái khu vực để đặt cái máy giặt và máy sấy quần áo Thì vợ chồng mình cũng không có đặt máy giặt và máy sấy quần áo đâu Người thuê người ta tự đặt ha Người ta thích thì người ta đặt Người ta muốn thì người ta đặt Chứ vợ chồng mình không có đặt Còn đây là chỗ đặt máy sửa chạy bằng điện ha Rồi mình sẽ đi vào cái À, phòng tắm nha phòng tắm này là uh, chồng mình làm lại mới nha thềm mới nè chỉ có cái chỗ mà bồn rửa mặt là không mới rồi chứ uh, cái chỗ không gian mà để tắm rửa là mới nè chồng mình tự làm hết luôn ha nhìn cũng được lắm luôn á mọi người không phải là Uh, mèo khen mèo dài đuôi chứ mà mình thật sự rất là thích mỗi khi mà uh, chồng mình làm xong cái phòng tắm. Cái nhà di động nào mà chồng mình sửa cái phòng tắm xong mình cũng thích hết á. Nhìn nó uh, đẹp đẹp. <laughs> đó. Thì đây đó là khu vực uh, phòng tắm và uh, kết hợp với nhà vệ sinh luôn nha. vừa bước ra mình nhìn lên cái bức tường đó, đó là chủ đặt cái hệ thống điện ha công tắc điện còn đây là cái phòng ngủ lớn Phòng ngủ lớn này thì mình không có thay mới nhiều mình chỉ thay mới cái phòng thềm thôi còn hầu như là mình chỉ sơn lại tường nè rồi sơn lại cái cái cửa cái cánh cửa của cái tủ anh tường nè đó đối với cái căn nhà di động này thì vợ chồng mình chỉ thay mới khoảng 40 phần trăm thôi còn 60 phần trăm là vợ chồng mình Sơn sửa lại thì đây là toàn bộ cái không gian bên trong của cái căn nhà di động à, thứ hai của vợ chồng mình thì vợ chồng mình sửa cái căn nhà này trong vòng 3 tháng khoảng 3 tháng và tốn cũng khoảng 5.000 đô nhưng mà bỏ công ra thì không được tính vào Tại nếu mà tính vào nữa chắc cũng khoảng 10 ngàn á Tại vợ chồng mình làm ngày làm đêm luôn á Mình xin tạm dừng cái video của mình hôm nay ở đây Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo Bye bye